Hàng Ngọc xin chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thái Chuyên TV. Quang Channel và Hàng Ngọc. Yippee. Sao hôm nay ướt tay nhỉ? Mày có nghe chàng nói cái gì không? Em biết tí mà mai em trả. Có 2.000 mà cứ đòi vậy. Ai đòi tiền gì đâu. Người ta đang chào hỏi giới thiệu cho các bạn xem video ngày hôm nay của mình. Thì Thảo Đen này chỉ cắm mặt vào cái nhân vật chính ngày hôm nay. Và đây chính là nhân vật chính ngày hôm nay. Bò xiên vừng siêu cay. Tàng 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 tàng. Mi mi à mi đó à mi đến đi. À tù này sẽ là bố đi. Để ta bị thân mà lên nè. Chuyển về tiếng Việt đi. Ai? Và ngày hôm nay bọn mình sẽ thi ăn nhanh. À lại người ngừng ăn cuối cùng hả chị ạ? Không, chị đã mua hết bánh bò xiên vừng ở ngoài cổng trường rồi, nó chỉ có từng này thôi. Chính vì thế ngày hôm nay bọn mình chỉ có thể thi là ai ăn nhanh thôi. Có nghĩa là ăn hết chỗ này xong là đếm que. Vì hôm nay là có cái que này này. Đấy, mình sẽ đếm số que này nhá. Xem là ai được nhiều que hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Phần thưởng ngày hôm nay là 1 triệu đồng. Đây, sẵn thẻ đây nào. Vâng. Cuốn ăn thì ai cuốn? Em nhầm. Được rồi. Cổng tay vẫn sẵn luôn các bạn ạ. Thôi, bắt đầu nhá. 3 mỏi mồm quá các bạn ạ. Cây thứ ba mà đã mỏi mồm rồi. Cây thứ hai. Cái bé này xốp đường tan này ăn chả mỏi mồm gì mà mấy cái đứa kia bảo mỏi mồm. Ngon này mà. Đấy. Sao bọn mày mỏi mồm thế? Nhai. Tao toàn nuốt luôn rồi, tao đâu có nhai đâu. À. Mày không nhai á, ý mày về không y được đâu. Tóc buồn cầu á. Mấy bạn bảo là tại sao mình làm thử thách mà mình toàn chơi thua thôi. Bởi vì là mình cố gắng lắm nhưng mà cũng để thắng được. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác, mình sẽ quyết tâm. Mình được 2 cây rồi. Em được 8 cây rồi. Ăn được 3 cây rồi. Cái thằng bé nhất nó được 3 cây rồi. Mình là mình phải cố gắng, các bạn like video này thật nhiều cho mình nhá. Mình có động lực à. 1 cây ra 4 cây rồi. 5 cây rồi. 4 cây. Thôi. Chị ơi. Đợi gì vậy? Đợi gì vậy? Bắt đầu mình ấy khô ấy. Bồn cuốn nhà tôi à. 5 cây. Em mới được 4 cây. Bắt đầu mệt rồi các bạn. Ăn nó cũng mệt. Biết ngày nào được gì cho đời. Nhai rồi. Các bạn ơi, thế là mình chơi thử thách nên mình phải cố gắng, không phải mình chết đuối các bạn ạ. Mình chỉ sợ các bạn bảo cứ thằng này ăn tham là chết, thằng này chết đuối nè. Mình... Thì đúng không ạ? Đúng rồi các bạn ạ. Tùng chơi thử thách rất là nhiệt tình nên là Tùng hay giành chiến thắng thôi. Bây giờ mỗi ngày anh thắng lấy được phần thưởng ấy thì cũng phải cố gắng. Mà bước qua xác em. Tùng này một đối thủ rất là nặng ký trong team. Người thứ hai rất như là mình, rất là nặng ký. Tại vì 5 cân thôi mà. Đúng rồi. Mình có 30 cây mà nhanh nuốt thế. 30 cây còn kêu ca. Trưa nay mình quyết tâm là nhịn không ăn cơm để mình tham gia cái trận chiến chiều nay. Nhưng mà bởi vì vừa rồi lúc 3 giờ ấy đói quá nên mình lại làm một gói mì tôm. Chính vì thế nên bây giờ mới ăn được có mấy cây. 1, 2, 3, 4, 5 cây. Mà đã không thở được rồi. Bán nhanh nhưng mà thực ra nhiều ấy. Không biết là có ăn được hết cái mâm này không nhỉ? Vâng. Đâu rồi, Tùng được bao nhiêu que rồi? Nhiều có mất 1, 2, 3 cây thôi. Chết chủ, đang đếm nữa. Ăn đi, cứ ăn đi. Ăn cuốn cố lên. Gọi ra đây các bạn ạ, để đếm cho nhiều cây. Thằng Tùng nó chơi bẩn các bạn ạ. Một bước to à. Cả một mớ sơn màu nữa. Tại sao nó chỉ ăn được nhiều đấy. Một xiên vừng nó chỉ ăn đúng 2 miếng thế thôi các bạn ạ. Các bạn ơi, chắc là hôm nay mình đầu hàng không? Ui, mình no lắm rồi. Mình được 5 cây. Mình mệt Tùng ạ. Trời ở ngoài đấy. Mình sẽ đi vào lấy coca uống ha. Uống coca thôi. Hả? Uống coca? Em chịu thua. Ê các bạn ơi, tè 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 tè.
mấy đứa thắng cuộc không được uống coca. Chàng ơi chàng, chàng nhìn mặt em có đang thèm coca không? Dạ yeah, chàng ơi, em ăn được 20 cây rồi này. Ôi, nhiều thế. Số xong chưa? Bằng. Và cây tao đi. Bể cây từ tao đi. Em đầu hàng. Ủa. Em cũng đầu hàng. Tổng mà được. Dê, hút toa, hút toa. Em chịu thua. Cố lên. Ok các bạn ơi, vậy là giờ chỉ còn Cúng Mít Đen và Tùng Đen thôi. Mà có rất nhiều hai đứa thao mà ăn. Hai đứa ngồi gần vào nhau cho tăng tính đoàn kết. Tí. Chị Áng ơi, cho em vài ít coca. Mấy em trả, mà em uy tín mà. Coca mà cũng trả được á. 2000 của chị nợ từ mấy năm rồi mà vẫn chưa trả ấy kìa. Nhờ, đứa nào đầu hàng trước, uống trước. Mấy em uy tín mà. Không ai em có tiền, em lợi chị làm chó gì. Nục mặt ra. Này Tùng ơi, mà chịu thua đi. Đâu rồi, tao không ăn được mà. Anh ra lắm rồi. Mà ngồi kệ máy, mà chó làm gì. Thôi, thế gian tiếp. Ê. Ăn nó không vào các bọn ạ. Lưới cứ để ra, nó bỏ khoan được nữa rồi. Mà mình vẫn muốn ăn. Mày đầu hàng đi. Não mày cứ bảo đầu hàng đi kìa. Tranh thủ hai đứa đang ăn thì mình đếm luôn. Một. Mình ăn được 7 cây các bạn ạ. Đến mình. 1 13 cây. Wow. Ôi, Thanh Tiểu Thư ăn giỏi thế. 13 cây liền. Mình 5 cây vừa đếm rồi. Giờ Thảo Điên. 2 8 cây. Wow. 8 cây. Uy tín ạ. Sao đấy Cún? Thôi chị thua đi. Lưới em nó không cho ăn rồi chị ạ. Em nhấp mãi vào 1 cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 17 17 cây. Mấy em? 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 cây. Wow. Léo ơi, nó ăn ra ma đi rồi. Thắng rồi. Tùng 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 tùng. Dạ. Này, ăn thêm 2 cây nữa cho là 30 cây nhá. Cho đủ 1 hộp các bạn ạ. Hơn rồi. Hơn 1 hộp chứ. Thôi chị ạ. Vậy làm gì phải hốt vào được không? Ok các bạn ơi, vậy là trận chiến bò xiên vừng của bọn mình đến đây là kết thúc rồi. Mặc dù là cái mâm bò xiên vừng vẫn còn một nửa nữa cơ. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Nếu các bạn thấy video này hay đừng quên like, đăng ký, chia sẻ video, ấn chuông nữa nha. Để nhận những video mới nhất của mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.